Hello là ok. Chào mừng tất cả mọi người đã quay lại với kênh của chú chó đi hai chân xui với sọ và bông bé bỏng. Thì mấy em fan ơi, hôm nay á là anh Sen không quay ở dưới nữa mà anh Sen phải lên trên phòng anh Sen quay. Bởi vì có một lý do rất là đặc biệt. Đó chính là anh Sen đã phát hiện ra một bí mật của em Su với em Bông. Đó, nên anh Sen đã lôi em Su với em Bông lên trên phòng anh Sen để xử lý trước khi mà cái tin này tới tai chị Hiền và mẹ. Thì bây giờ á thôi đừng có giả đò liếm nữa, ngồi nè. Đề nghị em Su ngồi qua đây. Ngồi quay mặt ra mọi người. Ngồi quay mặt ra mọi người, ngồi với mày Nam, ngồi. Ngồi quay mặt ra với mọi người nè. Ngồi. Ngoài dưới lên. Bao ngoài dưới lên. Ok. Bây giờ á là anh Sen đã biết được là Su với Bông có bí mật gì rồi. Thì bây giờ Su với Bông Bông ai cho Bông ngồi bỏ chân xuống vậy? Bông ngồi bỏ hai chân lên. Bỏ hai chân lên. Ừ. Bây giờ hai đứa có bí mật gì thì nói với tất cả các em fan đi. Nếu mà nói đúng á thì anh khoan hồng cho. Còn mà nói sai á thì đừng có trách là tại sao á là anh Sen không có hiền từ như ngày bình thường đâu. Đầu tiên là anh cho em Bông nói trước. Bông. Em nói đi. Sao? Em có lý do gì không để nói với Sen không? Không nói đúng không? Đây cả nha, em Bông không nói. Rồi Su, Su bỏ chân lên đây. Rồi Su ngồi chân lên. Dạ con Su, bây giờ Su có nói không? Su nói đi mấy em fan đây là bữa giờ Su có bí mật gì Su giấu anh. Bữa giờ Su đi học trên trường sao? Cũng không nói luôn. Được. Nếu mà đã như vậy thì bây giờ á là anh Sen sẽ thông báo cho cả nhà biết một tin. Đó chính là Su ở trên trường được bạn bè gọi là đại ca rồi cả nha. Hả, Su đi học bây giờ á ai mà gặp Su cũng đều nói là đại ca Su xí sọn hết rồi. Đúng không? Không. Không được chứ. Nếu mà không thì tại sao nãy sao anh xuống nhà anh Bo á, anh Bo nói là nay đi học á là ai mà bắt nạt em á là em nói là em là để là người yêu của đại ca suối sọn là tụi nó không dám làm gì hết. Tại sao? Ha, không đâu có nói được đâu cả nhà. Còn Bông, tại sao đi học mà lên trên đó người ta gọi Bông á là chị đại Bông mới bỏng hả? Hai đứa bay đi học làm đại ca đúng không? Ngồi hai vô lên. Có đúng không? Có đúng không? Đúng không? Đúng quá không nói lên lời luôn cả nha. Anh Sen hôm nay lên trên đi qua nhà bạn trai Su bói bở á thì bạn trai Su nói á là nay trên trường Su với Bông trở thành đại ca rồi. Đó, đi học không sợ ai hết. Một mình Su Bông chấp hết. Đó. Ghê vậy luôn hả? Ghê vậy hả? Nay là anh ai cho Su Bông làm đại ca vậy? Hả? Sao? Ngồi đó. Thấy không? Rồi ngồi cái điều đó vẫn còn một điều bí mật nữa cả nhà. Bây giờ anh Sen hôm nay Sen sẽ bộc bạch hết cho cả nhà coi. Sao? Su phải đại ca không? Không phải, mấy đứa đồn. Đồn cái gì mà đồn? Không có ai đồn khi mà không có sự thật xảy ra cả. Trên lớp bây giờ lên trên trường ai cũng gọi Su là đại ca Su hết rồi. Vẫn còn chối cả nha. Thôi ngồi xuống đây. Bây giờ anh sẽ cho cả nhà coi nè. Đây, ở đây có một tờ giấy. Đây, đây là bức thư. Bức thư nữa nha cả nhà, từ từ anh Sen đọc sau. Đây, anh Sen đọc bức thư trước đi. Cho cả nhà coi nha, bức thư này cả nhà. Đây. Đây bức thư. Đây là cặp của em Bông. Đó, em Bông viết bức thư chuẩn bị đưa cho chị Su là như thế này. Chị Su ơi, cảm ơn chị vì đã giúp em lên được chức đại ca lớp 4A2. Ghê chưa? Nhờ chị Su mà tất cả các thành viên trong lớp đều sợ em. Ngày xưa em chỉ dám ngồi nhút nhát trong lớp. Từ ngày chị Su qua lớp và làm cho các bạn tôn em làm đại ca thì bây giờ em đã có tiếng nói trong lớp. Cảm ơn chị Su nhiều. Ghê không ạ nha. Su là đại
Su á là thành đại ca của trường rồi, lên qua lớp của em Bông hô danh đại ca suối sọn, cái bây giờ Bông cũng thành đại ca lớp 4A2 luôn rồi cả nhà. Ghê. Rồi ngoài ra là còn cái đây nữa, cái đây là bình thường lắm cả nhà, cái đây chưa là cái gì đâu. Đây cặp của, đây cặp của Su nha cả nhà, đây cặp Bông bó đi rồi đây cả nhà. Cái gì nhận ra cái này cái gì không? Su! Sao em đi hôm nay cái gì đây? Hả? Cái gì đây? Mau ghẹo hả? Rồi đi học mà tôi cầm cái gì đi lên trường đây? Hả? Cái gì? Cái này á, thật ra là cái khẩu súng nước cả nha. Súng nước mà anh Sen hay làm quay clip hay diễn á. Đó, rõ ràng là anh Sen cất rất là kỹ rồi. Mà tại sao á, Su nó mang vào nó bỏ cặp này cả nhà. Đừng làm cặp xuống em làm gì? Em đứng đó, ngồi đó. Anh hỏi nha. Ủa, em nghĩ sao em cầm cái súng nước vậy hả? Em lên lớp này em cầm súng nước vậy đúng không? Hả? Đúng không? Đi học này em cầm súng nước như thế này đúng không? Hả? Nay em định làm gì? Em làm công an hả? Em định làm gì? Em cầm súng nước em lên trường làm gì? Nha, Su nói là em Su cầm súng nước lên để Su đóng vai công an rồi nha. Công an nào? Công an nào mà cầm súng? Hả? Công an gì? Công an gì cầm súng? Công an bắt cướp cả nha. Ờ ghê. À, đại ghê á, mẹ mà biết là tiêu. Mẹ mà biết là toan Su Bông luôn. Đâu còn không? Đây cả nha, cầm cái đây, còn có thử con Bông nó cầm cái gì đây. Đây cả nhà, đây cả nhà coi nè, đó đây là súng nha. Đi học mà cầm súng trên trường vậy á thì cả nhà cứ tưởng tượng đi, ai mà không sợ được. Đó anh Sen đây thấy, anh Sen mà thấy súng cầm súng thì anh Sen cũng sợ được cái nó Bông. Cái gì? Bông làm cái gì? Bông định che giấu cái gì? Đây cả nhà, tiếp tục qua bên Bông. Chỗ để anh cho cả nhà coi. Hai, đây cũng là một lý do tại bước ngồi xuống. Đây cũng là một trong những lý do tại sao Bông anh đại ca người ta sợ Bông cả nhà. Đây cặp của Bông đúng không? Đây cả nhà, ha tụi bay giờ cho súng rồi con Bông thì cả nhà đi học cũng dây cả nhà. Đó cày này cũng đi học cũng dây nè. Đó đó bây giờ cả nhà đi học mà cầm vậy nè, còn đứng dậy nghe lên. Đó đi học mày, đó đi học mà toàn cầm súng vậy thôi. Đó rõ ràng, quay mặt qua đây, rõ ràng đây đều là những đạo cụ thôi cả nhà, chứ nó không có tác dụng gì đó, nó không có làm gì là súng nước, súng giấy thì làm được gì ai. Đó mà bây giờ tan vào anh Thu được như vậy thì bây giờ nói chuyện gì đây các em fan coi nha. Bây giờ ngồi lên, ngồi như là ngồi lên, ngồi lên. Sao sao tan vào Thu lạnh như thế này, đi học á không thấy sách vở đâu hết mà toàn thấy súng ống trong người không, tại sao? Chết rồi. Bây giờ á, mà anh nói thật nha, bây giờ xuống mày mà biết á, chắc chắn luôn là hai cái nick của hai đứa đỏ lét luôn. Nên anh Sen mới đóng cửa cả nhà, để anh Sen hỏi ý kiến Su Bông như thế nào, để anh Sen tìm cách hướng giải quyết. Sao bây giờ Su nói đi, lý do là sao? Su nói là Su biết sai rồi, anh Sen đừng có la Su nữa. Đó thì Su lỡ Su mang theo thôi chứ Su không có định làm gì hết. Đó thì có gì anh Sen đừng có la Su, giúp Su đi, từ nay là Su sẽ không như vậy nữa. Được rồi, bây giờ Su hứa trước mặt anh với lại các em fan là từ giờ là Su sẽ học giỏi đi, Su không được mang những đồ này lên trên trường, được không? Su nói Su hứa cả nha. Còn Bông ngồi Su ngồi chưa vậy? Còn Bông thì sao? Bông đồng ý không? Đồng ý thì yeah. Ok được rồi, đó thì cả nhà, đây là cái tin rất là khẩn cấp luôn. Đó là Su với Bông này là đại ca rồi, mà anh nói rằng bây giờ đi học trên trường mà anh nghe bạn nói Su với Bông mày là đại ca là vì anh đánh tiếng đích như vậy, được chưa? Ừ nhớ chưa, anh nói rồi đó, đi học là phải ngoan, phải nghe lời bạn bè. Ừ Bông vậy nha. Ừ thôi đó, anh tha cho anh thôi, bây giờ anh sẽ tịch thu những cái này, được chưa? Được chưa? Rồi xong rồi. Ờ xong rồi. Được rồi. Được rồi.
anh xin tên thâu. Bây giờ đi xuống học bài đây. Lại đây. Thôi. Ôm eo quá, bước này. Nằm xuống ngủ. Nằm đó. Nằm đó. Nằm đi đó. Nằm ngủ đây. Bây giờ hai đứa, nếu mà nằm im đây ngủ thì anh tha, còn mà đứng dậy á là xuống anh mét mẹ là sử dụng vũ khí mang lên trường học, nghe chưa? Nằm đi đó. Ngủ đi. Đi ngủ đây. Ngủ. Ngủ đây. Nằm đi đó. Đi. Rồi ngủ đây. Làm cho ngủ.